Hôm nay cũng đã 30 Tết rồi các bạn. Mà nhà em thì chưa có chuẩn bị gì hết trơn á. Mới có mua một ít trái cây về. Nhà cửa cũng chưa dọn dẹp nữa. Cuối năm rồi thì cũng rất là nhiều công việc. Chừng nào xong ra bàn thờ vậy Cấm ơi. Giờ quét nhà chuẩn bị Tết thôi. Tối nay là giao thừa rồi. Ờ nhưng mới qua hả? Em mua bông hoa cho chị Cấm. Hên quá. Ờ sẵn qua chấp trái cây giùm chị luôn nha. Như chắc đẹp nè. Mua gì chưa? Em mua bông bóng hả chị? Bông bóng hả? Dạ. Nhiều không? Cảm có bông bóng kìa. Hay bọc lắm. Cảm. Nhiều bông bóng rồi. Cái này thổi chết luôn Như ơi. Mình mượn cái ống bơm đi chị. Ừ đây lát chị mượn cái ống bơm. Thôi gán đi Cẩm ơi, chứ hôm nay không có kịp sửa rồi, kêu thợ cũng không được nữa. Nó gã gờ hết trơn, rụng gờ hết rồi. Chị, em có mức dừa anh làm nè, anh cho chị mới. Thôi cũng đỡ đi chơi. Mình cũng có ăn nhiêu đâu. Đem đây kéo em cắt bông. Cắt cái cây cho chị đưa đi hả? Dạ. Trời ơi, ở nhà ai làm cây chỗ sức luôn à. Dạ. Cái đó nó quét lại nó rụng hết trơn. Trời ơi, hôm nay không ai bán rồi còn cái cây chỗ nữa. Có đồ neo nữa nè. Bưởi. Quýt. Như hai trái bưởi để mình nuôi chung hay gì? Bưởi không chắc một dĩa một hả? Chị em kêu chắc một dĩa mà. Chắc một dĩa. Em không biết chắc sao. Để đâu nữa giờ chị Như? Ai, mới mình chắc thêm dĩa quýt không á. Dĩa nhỏ. Mở thôi luôn ha. Thôi mở đi. Câu đó mà em hay nói đó chị. Xéo xéo cái đường hơn đó ta. Dạ. Chị, mình cắm trên bàn thiên chị. Chị có cái chậu nhỏ không? Còn chậu này là mình để đâu ta? Để cho biết đi cấm. Dạ. Ôi giời. Này về nhiều quá. Em ơi, con xong chưa? Để thổi bong bóng đi con. Em mình sẽ thổi bong bóng nha các bạn. Để treo. Một cái nữa. Vậy ơi, sợ em thổi nó không lên. Có đủ hơi không đó? Cung cấp oxy đi. Bùm. Trời ơi, thổi cái đi kèm luôn. Dạ, nó không lên thiệt luôn á. Cái ống bơm người ta. Không, nãy giờ hai cái nào thổi cũng lên chứ trời. Vậy là lỗi cả đám luôn rồi. Cả đám đông đóng luôn rồi. Nó không lên thiệt. Nó kìa, nó kìa. Hùng miếu luôn.
chị đi đó. Cắm. Dạ. Cùng mang lên. Thử cái khác thôi. Như lùng em thấy. Chị phải trời kéo dài ra chị mới thở được. Thôi em đâu có thở em giận không à. Chị kéo dài ra để thở rồi. Cảm nó sợ bể gì đâu chị cảm. Em sợ nó bể. Nó vô gỗ kìa, thấy không? Sợ bể. Thôi không treo lên đăng ký nhà đi. Đúng rồi đó là em sợ. Con tập trung lên đăng ký thở đi. Con bé đăng kia đi. Nghe chị. Gì con? Ừ con phơm kìa. Thôi trời ơi, đưa chị mượn cái này là được nè. Nè gom đi Nhi. Nhi gom đi Nhi. Nhi ơi gom đi cơm. Đây nè, đừng xé bọc đó, bọc này hết đi. Nãy giờ đợi chờ có nhiều. Rồi gom, gom ra ngoài kia hỏi đi đi chị Như có sợ. Ngoài kia đi, để bể cái là chị xỉu. Nè. Thiệt hả? Thiệt. Xỉu thiệt á. Xỉu cái nghĩ ăn tới luôn. Quấn nó được mấy chị quấn lại đi. Sao hỏi nè. Hỏi đi vô mà không đi ra. Dặn hết nội công mà hỏi. Nhưng mà bỗng em bơm nãy giờ nữa đồng hồ mà nó không bự. Nói hỏi nhanh hơn bơm luôn á. Đúng rồi đó. Đẩy tay được mà nó muốn lên được cái như nó xì tay. Ai hỏi cái này vậy? Tiền chứ ai? Nghĩ nha. Tiền. Tiền hả? Hả? Một cái đâu? Cái gì không mong? Nghĩ một cái thôi chứ ở sau đó. Em sẽ nghĩ làm như làm mẹ đi em. Kết lại. Như làm mẹ hả? Tiếu
biết làm không? Dạ. Xíu nữa chị. Xíu nữa. Rồi gấp xếp lên cái nữa. Cái chờ nó gì? Cả nhà mình có Quỳnh Như qua nữa phụ tiếp để trưng bày các bạn. Thì hôm nay đang chuẩn bị cắt bông và treo bông bóng. Thì nhà mình cũng đã chuẩn bị đón giao thừa. Nếu các bạn thấy thích cái video này thì nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video clip mới nhất. Xin chúc các cô chú anh chị và các bạn xem clip vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà ơi.